Xin chào tất cả bạn nhé, lại là mình đây, kênh sáng tạo. Thì hôm nay mình sẽ lại giới thiệu với anh em về cái loa này anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ không làm về chủ đề sửa loa, sửa liếc gì nữa. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái côn này anh em nhé. Đây, cái côn này. Đấy. Thì có nhiều anh em là cũng hỏi mình là cái côn này này, thì phân biệt âm dương thế nào? Thì đây mình đã chuẩn bị hai sợi dây điện, mình tước nó ra nhá. Đây nha, mình đã chuẩn bị hai sợi dây điện. Thì đây bị AQ mình sẽ để đây, anh em nhìn rõ nhìn. Đấy, dây xanh của mình sẽ là cực dương, cực âm thì sẽ là dây nâu này nhá. Rồi, đây. Thì bây giờ mình sẽ làm một thí nghiệm này. Ta sẽ thải côn này vào đây. Rồi. Đấy. Thì khi chúng ta sẽ chạm vào như này. Để mình sẽ cầm lại. Đấy, cái côn của chúng ta nhảy lên nha anh em nhé. Đấy, nó nhảy hẳn lên chứ không phải mình kéo nha anh em nhé. Đây. Đây, tay mình để này. Đấy, nó tự nhảy lên. Rất là mạnh. Thì hai cái dây này nó chạm vào nhau anh em ạ. Thì như các bạn nhìn thấy đấy, thì mình sẽ cho ngược lại này. Ngược lại nó sẽ hút xuống. Và khi chúng ta đảo đầu, cái đầu này sẽ là đầu dương nhé. Nó âm đây. Đấy, nó sẽ nhảy lên. Thì bên này, thì theo các cái côn ấy, của các nhà sản xuất ấy, thì thông thường bên này sẽ là bên âm này. Thì đây, cái chạm bên này cũng vậy. Đấy, chạm loa đây nó cũng sẽ là để âm này, cộng bên này. Thì đây, bên này cũng sẽ là cộng. Đây là dây cộng nhé, mình thử lại cho mọi người nhé. Thì dây cộng thì nó sẽ bật lên. Đấy, dây cộng thì sẽ bật lên này. Khi chúng ta, đây cũng sẽ là cộng, đây cũng sẽ là cộng. Thì bây giờ mình sẽ buộc vào đây, thử vào hai cái dây dâu này cho mọi người xem nhé. Để xem là nó có đúng theo chiều dây của cái côn của người ta sản xuất ra không nhé. Đấy, thì chúng ta thử bằng bình AQ anh em ạ. Thì anh em là không có bình AQ thì có cái nguồn 12V ấy, hoặc là 89V cũng được. Thì chúng ta sẽ thử, hoặc là thử bằng cục pin cũng được, 5V cũng được anh em ạ. Đấy, như vậy nhé. Đây, mình sẽ hạ thấp chân máy quay rồi. Đấy. Như anh em nhìn thấy đấy, mình đang buộc hai sợi dây dâu lên rồi nhá, đúng chiều của cái côn nhá anh em nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử này, thử với hai chân này nhá. Cái này thì mọi người khó nhìn nhỉ. Đây đấy, đây đấy, một cái côn của mình nó nhảy bắn cả đi mọi người ạ. Này, nó nhảy bắn cả đi. May mình còn buộc chặt không thì nó lại đứt mất cái côn này, hỏng mất cái. Đấy, thì bây giờ cái này là mình test ở trên loa to nhá, thì nó cũng đúng chiều với cái đầu cộng. Bây giờ mình sẽ test với cái cục loa của vi tính, loa chép vi tính. Thì nếu mình dự đoán là theo cái côn như lúc nãy, này mình sẽ cho gần lại cho mọi người xem. Đấy. Theo như cái côn lúc nãy là dây này dây âm này, dây này sẽ là dây cộng, thì bây giờ mình sẽ thử này. Đấy, nó nhảy lên luôn anh em, giật cả mình. Nhảy lên luôn nhá. Đấy, nó nhảy lung tung lên anh em. Nhảy cực kỳ mạnh luôn. Đây. Nhảy rơi xuống đất anh ạ. Đây, móc méo mất một tí cái cạnh này thôi, nhưng mà chắc là em nó vẫn ổn thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử dây ngược lại nha anh em nhá. Thử lại, thử ngược lại thì nó sẽ hút này. Và thử chúng ta sẽ đảo đúng âm dương này. Đấy, nó sẽ nảy lên. Sẽ nhảy rất là cao đấy anh em. Đấy. Nhảy lên mạnh lắm. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái bát loa để cho thử cho anh em nhé. Đây,
Đây sẽ là một cái loạt lò bát bé. Bây giờ mình sẽ bỏ cái dây này đi. Màng này nó vẫn đang nhún, vẫn sống nha anh em nhá. Đây chúng ta sẽ bỏ những cái đồ này ra. Đấy. Thì đây là một cách test âm dương của những cái loa mà khi đã vào hết các cái côn như này rồi. Thì mình sẽ thử từng dòng loa từ to đến bé cho anh em xem nhé. Đây. Đây. Đây nhá. Mình đã đấu vào đây cho anh em ạ. Như anh em thấy cái màng nó nhảy không? Chúng ta chỉ thử thôi nhé, bởi vì loa này nó côn nó bé lắm anh em ạ. Đấy, như này là đúng âm dương này. Thì cái thanh nó đấu dấu cộng đây là đúng nha anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đảo cái chân âm về bên này thì màng loa của chúng ta sẽ thụt xuống. Đây anh em. Đấy. Như mọi người thấy nó thụt xuống này. Đây mình sẽ cho đúng chiều của nó này. Đấy. Loa nó sẽ nổi lên. Giờ mình sẽ test với cái bát to hơn. Đây mình sẽ test với cái bát này để cho mọi người mở mang kiến thức về loa. Mình sẽ cắt hai cái dây này đi nhé. Đối với con bát này thì mình sẽ đưa chân máy quay lên cao tí. Đấy. Đây thì cũng thử với bình ắc quy nhá. Đây bình ắc quy đây mọi người ạ. Đấy. Đây dây này sẽ dây cộng này, trừ này thì chúng ta sẽ thử như bình thường thôi. Đây. Đấy. Như mọi người thấy nó của loa chúng ta nó đang hướng lên đây bên trên là đúng nhá, thì âm thanh nó sẽ phóng ra. Khi chúng ta đấu nhầm âm dương của âm ly ấy, cộng trừ ấy, thì đây đấy, thì cái bát của chúng ta sẽ thụt vào, coi như là tiếng của chúng bát chúng ta sẽ đánh ra sau, nó sẽ âm thanh nó sẽ không hay anh em ạ. Thì cái này cũng là một cách đấu nối loa cho anh em nào mà yêu thích âm thanh mà hay vào quanh nghịch mà đấu loa không biết được âm dương nhé anh em nhé. Thì đây cái này là sẽ ngược này. Đấy, khi chúng ta đấu đúng thì cái con loa chúng ta nó sẽ hướng âm thanh lên trên và phóng xa hơn và âm thanh chất lượng sẽ hay hơn anh em ạ. Đấy, và đây thì mình test với tất cả các cái dòng loa rồi. Thì anh em nào thấy yêu cái kênh Góc Sáng Tạo thì hãy cho một like, một share và ấn đăng ký kênh nhé. Đấy, thì anh em nào thấy có những cái nào chưa đúng thì anh em chỉ giúp mình nhé, để mình nâng cao thêm kiến thức. Với lại anh em nào mà có những cái ý tưởng hay độc lạ về loa đài hoặc là về mạch inverter các thứ ấy, chế cháo gì thì hãy bình luận bên dưới nhé, để mình biết thêm, để biết các bạn muốn mình làm cái gì nhé các bạn nhé. Rồi, kênh Góc Sáng Tạo, kênh Sáng Tạo, xin chào tất cả các bạn.